Nó chủ yếu là cái bánh răng, cái bộ bánh răng ở dưới hả? Đặt không hả? Đặt chứ, sang mà. Ôi với tí nó mòn, cái này mình đổ nó được không? Với tí nó mòn xuống. Được. Được không? Dạ, đổi mặt như nhau. Đổi mặt, đổi mặt hả? Cho mình lấy xong cái máy mình trả lại. Đúng rồi. Hai mặt nó đều là nó có cái vành ngoài to hơn để nó ăn nguyên liệu. Ủa cái này như ba ly à? Ba ly. Có còn nước không? Còn lúa không ạ? Còn lúa hay cái gì không? Có. Lấy lúa đi, lấy lúa không? Lúa thôi. Lấy xô này á. Lấy xô gì vậy? Thôi thôi, lúa như này được rồi. Cái lúa là cái vui cái thằng ca thằng ấy á, là nó dễ bấm dính hơn. Lượm thử mấy ngày trước. Lúa với thằng bắp. Được không? Rồi anh muốn sao? Không muốn đi thử. Thấy mà lúa bằng này được rồi. Có mấy hột lúa. Lúa thằng gạo vô rồi nó bấm dính cứng lắm. Bây giờ chắc nó... Là anh muốn thử nhiêu đây lúa thôi đúng không? Để coi nó kết dính hay không thôi đúng không? Ừ. Cho nước cần lấy chi chi. Đây này, cái này là thôi rồi. Để trộn rau vô cũng được hả? Dạ, trộn rau cũng được. Sợ cái này bắp cái ấy nó không đủ xương để nó kết dính. Không đủ tí cho lúa vào. Cho sợ. Vậy đậu ẩm này ăn liền chứ, để ra đậu người ta, nước vô nè. Dạ. Dạ. Anh phơi ra anh để bao lâu cũng được, cả tháng cũng được kia. Gia viên mà phơi nữa hả? À, muốn để lâu thì mình phơi ra chứ. Gia viên em cho phơi. Mình để trong mát thì cũng được, 30 phút tiếng hồ là nó khô cứng lại gì đâu. Nó khô rồi vô bao để 10 nữa không? Được. Để đừng cho nó có nước rồi ẩm rồi gì chỉ dính vô là được. Dễ rồi. Đó, giống như mình bảo quản thức ăn nữa mà, có đâu. Cái này á mình khi mà xong như thế này nè, mình lấy rau cỏ này mình cho vô để cho nó sạch hết các cái cám ở trong này nè. Sau khi mình lấy xong là cái cỏ với lại cái rau á nó khô nó teo lại. Xong mình bỏ vô cái là tự động nó xuống luôn, mình không cần phải tùy sinh nữa.